Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngân hàng ồ ạt rao bán bất động sản hàng trăm tỷ. Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 52, tờ bản đồ 8. Lô đất này có địa chỉ tại lô A2.1, khu đầu cầu Tuyên Sơn, thuộc vệt khai thác quỹ đất dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Diện tích lô đất gần 3.930 m², mục đích sử dụng kinh doanh thương mại. Theo Agribank, giá khởi điểm của lô đất này khoảng 470 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 370, tờ bản đồ 45, địa chỉ số 10-11-41-42 Trần Bạch Đằng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Diện tích đất là hơn 1.223 m², mục đích sử dụng đất ở tại đô thị. Tài sản thứ hai, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 413, tờ bản đồ 45, địa chỉ tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Diện tích đất là 270 m², mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Tài sản thứ ba, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 414, tờ bản đồ 45, địa chỉ tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Giá khởi điểm của ba tài sản trên là 225 tỷ đồng. Việt Tinh Băng, chi nhánh Thành An cũng vừa có thông báo bán đấu giá lần 4 khoản nợ của công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền. Các tài sản đảm bảo đem ra đấu giá là quyền sử dụng 5.965,5 m² đất và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất tại khu A, ô số 8, khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Toàn bộ động sản thuộc dự án trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia, Suite Tourist La Luna Resort, khu A. Các tài sản bất động sản này là tài sản đảm bảo cho khoản nợ hơn 600 tỷ đồng của doanh nghiệp. Việt Tinh Băng chi nhánh Hội An vừa thông báo bán quyền sử dụng hơn 636 m² đất, khách sạn và toàn bộ trang thiết bị gắn liền với đất tại thửa số 89, phường Tân An, thành phố Hội An. Đây là tài sản đảm bảo của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Hoàng Ngọc Phát. Theo đó, tài sản trên đất là khách sạn 4 sao Le Pavillon Paradise Hội An Hotel and Spa với tổng diện tích sàn hơn 2.600 m². Khách sạn có một hồ bơi với diện tích sàn hơn 120 m², giá khởi điểm hơn 100 tỷ đồng. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, rủi ro nợ xấu ngày càng gia tăng, buộc ngân hàng phải liên tục rao bán hàng nghìn tài sản bảo đảm với mức chiết khấu hấp dẫn nhưng vẫn khó thanh khoản. Kết thúc quý 1, nợ xấu tại các ngân hàng tăng mạnh, chất lượng tín dụng đi xuống. Có thể thấy, việc Ngân hàng Nhà nước gia hạn thông tư 02 đến hết năm 2024 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, có thể nói là đáp ứng được nguyện vọng của hầu hết ngân hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm, nhu cầu tín dụng yếu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc trả nợ, còn ngân hàng tránh được nguy cơ nợ xấu tăng cao. Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại về việc gia hạn sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn khi nợ xấu, nợ nhóm 3, 5 không được thể hiện một cách chính xác vì tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng sẽ thấp hơn thực tế. Bản thân, một số lãnh đạo ngân hàng cũng có quan điểm lo ngại khi thông tư 02 hết hiệu lực. Khi đó, tình hình sẽ phụ thuộc vào môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như sự vận động, linh hoạt, thích ứng của mỗi doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp không phục hồi, không trả được nợ thì nợ xấu sẽ tăng, ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và ngân hàng. Một số ngân hàng đủ khả năng có thể duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, thấp hơn trung bình ngành. Mặc dù vậy, nợ nhóm 2 trở lên có thể chịu áp lực tăng nếu khách hàng có khoản vay ở ngân hàng khác bị chuyển nhóm nợ thì cũng sẽ chuyển nhóm nợ tại ngân hàng khác. Trong báo cáo phân tích về nhóm ngành ngân hàng mới đây, các chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán SSI nhận định, dự báo tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2024 có thể chỉ tăng nhẹ so với cuối năm 2023, ước tính từ 1,63% lên 1,68% do dự kiến
các ngân hàng sẽ đẩy mạnh việc xóa nợ xấu và nền kinh tế phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay. Song, các khoản nợ có vấn đề, bao gồm các khoản nợ nhóm 2, các khoản vay tái cơ cấu, trái phiếu doanh nghiệp quá hạn, các khoản vay cũ vẫn cần được giám sát chặt chẽ. Doanh nghiệp ngoại đổ hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào thị trường bất động sản Việt Nam. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đạt 36,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với năm trước. Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,67 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với năm 2022. Riêng với hình thức góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 3,16 tỷ đô la Mỹ, chiếm 36,9% giá trị góp vốn, năm ngoái đạt 1,58 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong năm 2023 cũng tăng 3,5% so với năm trước, ước đạt 23,18 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,15 tỷ đô la Mỹ, cùng kỳ năm ngoái đạt 1,46 tỷ đô la Mỹ. Tại thời điểm năm 2023, trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm, một số doanh nghiệp đã chấp nhận bán đi một phần tài sản, đặc biệt là các quỹ đất ở những địa bàn trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh để đổi lấy dòng tiền. Cùng đó, đây cũng là thời cơ tốt để các đại gia ngoại tăng cường mua bán và sáp nhập tại thị trường bất động sản Việt Nam. Thực tế, thời gian qua chứng kiến không ít giao dịch mua bán và sáp nhập trên thị trường bất động sản. Đơn cử, tập đoàn Keppel Singapore đã chi khoảng 3.180 tỷ đồng mua cổ phần hai dự án Imeria 6 hectare và Clarita 5,8 hectare ở thành phố Thủ Đức của Khang Điền. Qua đó, nhóm Keppel sở hữu 49% cổ phần trong hai dự án, Khang Điền nắm 51% còn lại. Sau thành công của thương vụ trên, đến tháng 7, Keppel Land đã thông qua công ty con là VNGram Việt Nam mua lại 65% cổ phần tại doanh nghiệp sở hữu một bất động sản bán lẻ tại Hà Nội. Thương vụ ước tích có giá trị xấp xỉ 70 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.230 tỷ đồng và được thỏa thuận tùy chỉnh dựa vào đàm phán giữa hai bên. Không chỉ Keppel, một ông lớn khác là Gamuda BH hồi tháng 7 cũng cho biết đã thông qua công ty bất động sản thành viên là Gamuda lên ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần để mua lại công ty cổ phần bất động sản Tâm Lực, chủ đầu tư dự án 3,68 ha tại thành phố Thủ Đức với giá 315,8 triệu đô la Mỹ, tương đương 7.200 tỷ đồng. Theo Gamuda, khu đất này là địa điểm được xây các tòa nhà hỗn hợp cao tầng, đã được phê duyệt quy hoạch và đã đủ điều kiện để triển khai. Dự kiến xây dựng công trình hỗn hợp cao 40 tầng với gần 2.000 căn hộ, 12 căn penthouse 51 gian hàng tại khối đế và 21 căn shop house, tổng giá trị phát triển khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Cách đây một tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng vừa cho phép BKMS IDC chuyển nhượng dự án khu đô thị mới 18,9 ha tại thành phố Thủ Dầu Một cho một công ty thuộc tập đoàn Capitaland. Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công bố là 5.085 tỷ đồng. Bên cạnh các dự án bất động sản, thị trường Việt Nam còn chứng kiến những thương vụ mua bán khách sạn đầu tiên trong năm nay ở Đông Nam Á. Cụ thể, tập đoàn John Lang Lasan (JLL) trước đó cho biết đã tư vấn thành công một danh mục đầu tư gồm hai khách sạn 3 và 4 sao ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cùng một khách sạn 5 sao ở Indonesia. Trong đó, doanh nghiệp phát triển bất động sản Avalanche Opportunities của Hồng Kông đã chi 106,1 triệu đô la Mỹ để mua lại các tài sản này từ Strategic Hospitality Holding Limited, công ty con của tập đoàn Thái Lan Spread. Điều đáng nói, các khách sạn này từng được rao bán từ năm 2020 khi đang hoạt động với công suất hạn chế và chìm trong thua lỗ. Nhìn nhận về thị trường, bà Trang Bùi, tổng giám đốc Cushman và Wakefield Việt Nam cho biết khi bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, các quốc gia mới nổi như Việt Nam đang trở thành thị trường tiềm năng thu hút đầu tư. Nhưng quan trọng hơn, tỷ suất sinh lợi hấp dẫn ở thị trường Việt Nam chính là yếu tố quan trọng trong quyết định của nhà đầu tư nước ngoài. Dù thời gian tới thị trường chắc chắn còn nhiều thử thách, đại diện Cushman và Wakefield tin rằng đây là thời điểm phù hợp để doanh nghiệp tăng cường hoạt động thâu tóm hoặc liên kết hợp tác, đặc biệt là những doanh nghiệp tiềm lực tài chính mạnh. Hiện nay, mặt bằng lãi suất đã giảm, các nghị định cùng quy định mới nhằm gỡ vướng cho dự án bất động sản được ban hành. Mặt khác, rất nhiều giải pháp tích cực mà chính phủ cũng đang thực hiện nhằm cải thiện tính minh bạch, chấp hành pháp luật và môi trường kinh doanh nói chung.
Những quy định mới sẽ tạo giải pháp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc mở rộng thị trường và liên kết hợp tác, bà nói thêm. Nói về chiến lược của nhóm nhà đầu tư ngoại, bà cho hay họ thường tìm hiểu, khảo sát và chọn lọc rất kỹ lưỡng từ ban đầu, sau đó bắt tay với đối tác nội địa để tận dụng lợi thế về quỹ đất và am hiểu pháp lý địa phương. Thông thường các nhà đầu tư quốc tế sẽ chọn sẵn một phân khúc bất động sản vốn là lợi thế, nơi họ có sẵn kiến thức và kinh nghiệm từ trước để bắt đầu đầu tư vào Việt Nam. Sau một thời gian kiểm nghiệm, họ mới bắt đầu đa dạng hóa danh mục đầu tư. Theo đó, bà Trang dự báo có một lượng vốn lớn đến từ nhà đầu tư nước ngoài sẽ hoàn tất đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2024 và 2026. Bởi nhiều giao dịch đã đang trong quá trình đàm phán và khá tích cực, bà Trang nhấn mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.